Nếu mà hỏi là Quỳnh có hài lòng với kênh của mình chưa thì Quỳnh nghĩ là Quỳnh sẽ hài lòng tầm khoảng 80%. Có lẽ là do Quỳnh hơi tham một tí, tại vì Quỳnh nghĩ là còn rất là nhiều cái chủ đề và còn rất là nhiều nội dung mà Quỳnh có thể khai thác để giúp cho mọi người yêu thích môn tiếng Anh hơn. Còn nếu mà hỏi lý do vì sao mà Quỳnh lại bắt đầu xây dựng cái kênh của mình với cái mục tiêu là truyền cảm hứng học tiếng Anh thì nó xuất phát từ chính cái câu chuyện của Quỳnh, đó là Quỳnh từng là một cái người rất là sợ tiếng Anh và học rất là dở tiếng Anh. Và sau này nhờ vào cái sự động viên của gia đình và cũng nhờ rất là nhiều cái quyển sách truyền động lực thì Quỳnh đã thay đổi được cái cách tư duy tiếp cận tiếng Anh và Quỳnh bắt đầu tìm tòi những cái phương pháp học tiếng Anh nó phù hợp với bản thân của mình, và cuối cùng là Quỳnh đã yêu thích được tiếng Anh và chinh phục được tiếng Anh. Kết quả là Quỳnh đã đậu được vào trường đại học quốc tế 100% dạy và học tiếng Anh. Sau này thì Quỳnh cũng có rất là nhiều cơ hội được đi phiên dịch cho các công ty, các tập đoàn quốc tế, và Quỳnh cũng được đi du lịch, đi khám phá những cái quốc gia khác nhau, và tất cả những cái điều đó nó giúp cho Quỳnh mở mang được cái tư duy và thay đổi cuộc sống của Quỳnh tốt hơn. Cho nên là Quỳnh lại muốn truyền cảm hứng lại cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã từng giống như Quỳnh, đã từng rất là sợ tiếng Anh, đã từng mất niềm tin vào bản thân mình và mất niềm tin vào việc học tiếng Anh. Quỳnh nghĩ rằng là Quỳnh muốn giúp cho mọi người có thể tìm thấy được cái niềm yêu thích tiếng Anh và có được một cái phương pháp học tập phù hợp với mình, thì như vậy tiếng Anh sẽ trở thành cái công cụ giúp cho cuộc sống của mọi người thay đổi tốt đẹp hơn.